anh mà qua tê tái cho lòng ai người đi đã không quay lại còn đâu bao kỷ niệm bao tháng ngày tình đắm sâu đêm dài anh chẳng ngủ sâu mình anh thương tiếc vô tình đã cho trao niềm đau bóng dáng hôm nào từng đêm trong sương lạnh anh thấu tình mình để gió nước cho khi ta bên ta bờ có đâu bao giờ nữa chờ lại hôm xưa đò sang sao chẳng mang em về để cho con sông buồn yêu hắn cả một miền quê bây giờ sống rồi tìm vui duyên mới để mình hạnh lẻ loi đò ơi sao nỡ kia hồi giờ em sáng sống rồi tôi biết tìm ai chung đôi trôi xa bên xa bờ có đâu bao giờ nữa chờ lại muộn xưa đò sang sao chẳng mang em về để cho con sông buồn yêu hắt cả một miền quê bây giờ người đã sang sông rồi vui duyên mới để mình anh lẻ loi đò ơi sao nỡ chia hồi giờ em sang sông rồi tôi biết tìm ai chung đôi đò ơi sao nỡ chia hồi giờ em sang sông rồi tôi biết tìm ai chung đôi hôm nay ngày đẹp trời bé Hòa đi học đàn điệu ba số đốt của thầy Năm Độ em chào thầy ạ thầy cho em rồi rồi thôi rồi cái này đi cá đẹp bữa là thầy chỉ cho em cái điệu disco đó là em đã thắp được chưa dạ được rồi thầy rồi chào cha thầy nghe để nghe có tương lai có tiến bộ ráng nha ráng cố gắng nha rồi quýnh giờ chậm thêm rồi ra nữa thầy ơi em nghe người ta đánh cái điệu gì nó hay lắm hôm nay em muốn học cái điệu đó đó thầy cái điệu đó là điệu gì em nhớ rõ cho con hay là đúc rô hay là bóng đá hay là cái gì lô gì á thầy em không biết điệu bóc cua ra đớp đó thầy hả làm nhiều cái điệu bóc cua ra đớp không có cái điệu đó không dạ. Em nghe ở đâu về rồi bóc cua đớp cái điệu ba xô đớp dạ ba xô đớp ba xô đớp dạ, chứ không phải là điệu bóc cua ra đớp dạ nhưng dạ. Nói gì mà bóc cua đớp là thầy hết không rồi dạ, không ba xô đớp nha dạ rồi nói gì thầy sẽ hướng dẫn cho em cái điệu ba xô đớp dạ
tu rồi. Mình có điệu đó. Thôi dạ, dạ, có gì là thầy sẽ hướng dẫn nhau cái điệu thay cho đó. Dạ dạ dạ. Nghe sao? Không? Dạ, dạ. Cái nổi này nhập rồi. Ờ, không có đốt.